Đấy thì đến phần tiếp theo, phần 3 liên quan tới khái niệm nó gọi là những điểm lưu ý khi các bạn uh, testing uh, graphic user interface và đặc điểm là cái phần display tức là hiển thị cũng như là surface bề mặt của một web application. Thì uh, các buổi trước thì cũng đã nêu cho các bạn xem uh, cụ thể hơn về những cái nó gọi là phương pháp luận đấy. Tức là ngắn gọn làm thế nào đó là tốn ít công sức nhất này, sử dụng lại được này và cần phải chính xác thì cái phương pháp đó cần nên dùng đấy đúng không ạ và một chút đã nói qua về sách vở cũng như là theo cái gọi là human computer interaction tức là tương tác người máy khi mà đưa ra những chất những quan điểm về chất lượng rồi từ những quan điểm chất lượng đó chúng ta đổi sang cái test case và để đổi sang cái chiến lược test của mình và ở đây cũng đã đưa rõ rõ hai cái chiến lược nó gọi là HTML, Note cũng như là theo SCI. Rồi có một chút kỹ thuật và tool chúng ta cũng đã đi qua. Ở đây thì chúng ta đi sâu hơn một chút và liên quan tới một vài ví dụ tiếp theo. Lần trước thì đã đưa ra những cái ví dụ liên quan để các bạn có thể cảm thấy rằng đó là làm thế nào đó để so sánh và kiểm soát được bề mặt của một website, ví dụ như là website này. Đấy, đúng không ạ? Các bạn đã xem xét được là những cái thuộc tính, những cái CSS và những cái, uh, ví dụ chẳng hạn đơn giản như vị trí của những cái tài nguyên chúng tôi gọi là tạo gọi đến tài nguyên ví dụ như là light text rồi uh, inbox text hay là những các cái button hyperlink đấy rồi hình ảnh rồi icon đấy thì thì bây giờ liên quan đến cái vấn đề nó gọi là đi sâu vào đào tạo tiếp theo và chi tiết hơn ở những cái khía cạnh của SCI và element đấy thì tôi đã đưa ra cho các bạn hai cái uh, mô hình đấy liên quan để, để mà phân tích đặt đào, đào Uh, đào thải ra đưa ra những các cái test case từ cái bước phân tích này. đấy nào tiếp theo liên quan đến một số tức là chắc chắn rồi một số các bạn đã đọc những câu ngắn ngủ như này thì các bạn sẽ không hiểu thì bây giờ tôi sẽ giải thích thêm. nào đầu tiên nhé là rõ đẹp đúng yêu cầu thì là biết phương pháp nào rồi đúng không? tức là so sánh ảnh rồi đúng yêu cầu đối với uh, các khách hàng đưa ra ảnh như thế nào thì các bạn chỉ cần so sánh với cái gì hiện trên web với cái gì khách hàng đưa ra thôi đấy hai hoa tổng thể đấy thì nói rõ rồi tức là hai hoa tổng thể thì cái này phải tù, tùy thuộc và theo một cái lý thuyết nào đấy ví dụ như là bạn hài hòa theo mắt khách hàng và và nó phải phụ thuộc theo một cái lý thuyết đó là Mark window hay là do môi trường nào đấy thì thì nó phải dùng như thế và nó phải để thể hiện về đúng chất lượng như thế thì nhìn mới ok hay là ví dụ chẳng hạn như là khi các bạn làm, khi mà các bạn develop web đấy, làm ảnh mà đưa lên, ví dụ như thế này là không đúng. Ví dụ tôi, tôi nhìn, ví dụ các bạn, nếu mà các bạn tester nhìn vào đây Bảo và thế này là đúng chưa? Thì các bạn tester thì có thể non kém, có thể nói ngay rằng cái này chưa chưa biết. Nhưng mà tôi đã chứng minh các bạn cái này chưa đúng, đúng không ạ? Bởi vì là cái ảnh nó đang bị giãn ra. Đấy, mà xác định giãn ra như thế nào thì biết rồi. Thế còn làm thế nào là biết là cái này nó nó, nó có align với cái ảnh này không? Tức là nó căn trái hoặc căn phải không? ấy đúng không ạ? Thì các bạn có sẽ có thể làm, làm tiếp thêm là cái việc là inspect thôi đúng không để liên quan đến cái việc mà làm sai qua này thì đấy là margin rồi top line đấy đây là các property để có thể các bạn attribute để có thể các bạn đưa vào đấy css hỗ trợ hoặc attribute tùy các bạn thôi đây property attribute đây đấy, những cái entry để các bạn có thể đưa vào và so sánh đối với cái compare property này đấy, hoặc là composition hoặc compare css thì, thì, bây giờ tiếp theo là liên quan đến cái cái tắc mắc tiếp theo là theo lý thuyết thì là Ok, đấy tức là phải theo một chuẩn hóa nào đấy. Rồi, theo cái thế nào gọi là đủ, đúng rồi. Hiện hữu thế nào thế nào gọi là đủ. Cái câu hỏi này khó này. Tức là bây giờ nhá, ví dụ chúng ta là người làm test đầu cuối đúng không ạ? Bây giờ các bạn chúng bảo là anh chị cho biết tôi biết xem là cái website này hiện nó đẹp chưa? Thế thì một số bạn bảo giơ tay bảo là thực ra thì bọn em chỉ đầu cuối thôi, bọn em nhìn thế này thì là được rồi là ok rồi. Nhưng điều đó không đúng. Bạn phải chứng minh cho người ta đúng không ạ? Thì cách dễ nhất của bạn là các bạn lốt lại website bằng cách view những tài nguyên nó được lốt về. Đấy, bằng cách là các bạn, uh, đây mình đang dùng Chrome này, Chrome uh, version hiện tại là 58.39 đấy rồi, ok đấy. Thì các bạn chọn cho tôi cái network đấy, vâng. Và các bạn uh, chọn cái chế độ gọi là uh, record này, các bạn ngừng và chạy khi nào đỏ, đỏ này, và các bạn vào đây các bạn loạn lại trong này, đấy. Rồi, ok đấy. Ok, xong. Đấy thì bây giờ vấn đề ở chỗ này ở đây là như thế này. Tức là cái quan điểm là điểm test đủ nghĩa là tức là tất cả những cái tài nguyên nó phải được lốt hết lên. Đấy, như thế này là tài nguyên nó lên và các bạn sẽ yêu cầu là như vậy thế này đã đã nó được lốt hết chưa? Thì các bạn phải vào console. Nếu nó chưa được lốt cái gì thì nó sẽ báo lỗi ở bên trong này. Đấy. Và nếu mà resource đấy nó còn có cái vấn đề gì khó khăn không lốt được thì nó sẽ báo đỏ ở đây và nếu cái gì còn đang chạy đang chưa lốt được thì nó cứ chạy mãi chạy mãi chạy mãi báo hiệu ở trong những các cái uh, phần perform ở trong networking như thế này. Đấy. Và uh, sau này các bạn dùng tối ưu hơn ở cái mức độ nó gọi là test performance đấy, tức là nó không nói về cái mặt display này. Thì 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 cái network của mỗi một browser, tức là cái network cái chức năng network này đấy của mỗi một cái uh, trình duyệt thì nó lại còn cho bạn được xem thông số mất bao lâu trong điều kiện bình thường để có thể có được ngân này dữ liệu đúng không ạ? Ở đây tôi thấy là các bạn là có mất khoảng 2,3,2 giây liên quan đến 484 KB đấy. Nhưng mà cái đó mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm là thế nào nó là đủ và thế nào nó không có lỗi đúng không ạ? Rồi. Nếu mà nó có lỗi thì nó sẽ báo hiệu trên đây liên quan tới cái vấn đề có màu đỏ, màu xanh gì đấy và liên quan sẽ báo là có những cái này chưa lốt được, có những cái kia chưa lốt được, đề nghị các bạn làm đi thế thì đó là cái vấn đề thế nào gọi là đủ và thế nào nó gọi là không đủ chứ còn nếu bình thường các bạn cứ nhìn cái website này thì nó cũng chả có biết thế nào là đủ và thế nào là không đủ của các thành viên cả đấy thì đó là một cái số lưu ý liên quan đến đủ tiếp tiếp theo là nói đến sự phản hồi thì đối với khía cạnh test bề mặt web trong human computer interaction phản hồi đó là cái bắt buộc khi bạn thiết kế một cái gì đó tức là gì ạ tất cả những cái định nghĩa phản hồi về các phản ứng và phải theo một quy luật nào đấy. Tôi lấy ví dụ đây là phản hồi không theo quy luật. Ví dụ tôi nhìn ở đây, tôi bảo là tôi nhìn thấy cái chữ mà ở phía chi tiết của một sản phẩm ví dụ như Splash, Ping Spy đấy, ví dụ WordPress, Commerce theme đấy thì tôi thấy cái chữ này nó giống cái chữ mã cao quá thì tôi bảo là anh ơi hình như là cái chữ splatling này với chữ Macau là như nhau đúng không ạ? thế thì developer bảo là không em ạ cái này khách hàng nói là uh, chữ này là chữ chỉ cho xem thôi còn cái chữ Macau là cái chữ để click vào đấy có nghĩa gì thì khi em đưa chuột vào thì nó là ôi, ôi cái này thì khó rồi đúng không ạ cái này thì đây là một cái lỗi mình hoàn toàn mình còn tháo lốc lại với, với với ý kiến của tôi là thế này nha là cái chữ Hyperlink tức là cái, cái 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 phản hồi của nó đối với cái cái mà cần phản hồi thì là giống như thế nào cho nên đôi khi người dùng sẽ bị lẫn lộn Đấy, giá như cái chữ nào nó phản hồi thì nó phải là có màu sắc màu xanh đúng không ạ? Ví dụ như là uh, cái nào nó phải có gạch dưới, ví dụ như đây mon đấy, đưa 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 xem nó phải có màu xanh và có gạch dưới này thì nó phải khác cái chữ này đi một chút, một chút đúng không ạ? Đấy, thì đó là một cái lỗi liên quan đến sự phản hồi. Và cái thứ hai là tất cả những cái gì phản hồi thì nó phải báo cho cái người dùng biết đó là cái hiện tượng thay đổi tình, tình trạng đúng không ạ? Ví dụ tôi đưa chuột lên là thay đổi tình trạng, tôi đưa chuột lên là thay đổi tình trạng, tôi đưa chuột lên là thay đổi tình trạng bây giờ bắt đầu mới có một cái vấn đề là thế này anh ơi thế làm nào để biết là thay đổi tình trạng như này nó đúng với mẫu thiết kế yêu cầu mà làm nhanh làm ok không sao chúng ta lại theo trường hợp căn bản thôi tức là bạn đưa chuột đến vị trí này và bạn chụp ảnh đấy cái này thì rất đơn giản đấy nó không có gì hơn cả nhưng cái yếu tố quyết định web đúng hay không là những yếu tố nào những tài sản nào trên web cần phản hồi thì nó phải phản hồi còn cái nào không phản hồi thì nó không được phép phản hồi và một cái yếu tố các bạn nhất quyết trong học là cái test case đúng không ạ? phải nêu rằng là cái item phản hồi thì nó phải khác những cái không phản hồi đúng không ạ? Ở đây tôi phát hiện ra một lỗi là cái gì những cái chữ không phản hồi và cái chữ những chữ có phản hồi nó giống nhau, không, nó chẳng khác nhau gì cả cho nên là nó dẫn đến cái sự mà nhầm lẫn đối với người dùng là tôi không biết là cái mã cao này có phải là link hay không, có phải là hyperlink hay không đúng không ạ? Để để tôi dẫn đừng dẫn tới đó, dẫn tới đó thôi đúng không ạ? Rồi ok good. Thì đó là khái niệm của phản hồi và các bạn có thể lập ra test case. Từ cái chiến lược đó từ, từ cái gợi ý đó rồi phản hồi này phải theo quy luật đúng không ạ quy luật ở đây là chúng tôi dùng web nhiều rồi chúng tôi biết là hyperlink thì phải màu sắc và phải gạch chân đúng không ạ nó không thể gọi là hyperlink mà nó giống như cái kia được hay là có những khách hàng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì luôn luôn thắc mắc là tôi nhìn ra cái trang web của anh tôi không biết click vào đâu tức là cái gì ạ tức là chúng ta đang làm khác đi với quy luật ở chung đúng không ạ bởi vì là khách hàng thì người ta cũng như mình thôi, người ta chỉ nhìn thấy cái gì có thể là click thì người ta mới click vào nếu bạn không làm được cái đó thì chứng tỏ là giao diện human interface của bạn có vấn đề. Đấy, rồi, lúc đó thì cần lock vào. Đấy. Đấy là phản hồi. Đấy thì có bạn đứng. Thì cái công cụ và phương tiện web duyệt ở đây thì chỉ chỉ đơn giản là các bạn phải manual và khi mà các bạn dùng tool dùng web đó thì chỉ có một cách là xem xét cái phản hồi đó nó có có đúng nó có có không tức là gì ạ xem xét chụp và chụp ảnh chụp ảnh thì đã demo như bài trước rồi đúng không ạ tiếp theo cái đặc tính thứ ba của human computation đó là ràng buộc ràng buộc ở đây có nghĩa là như nào ạ là phải cảnh báo cho người dùng không được vào những cái gì và phải vào những cái gì thì nó bị sẽ bị làm sao cho nên người dùng sẽ không vào đấy thì cái này là phụ thuộc vào một số những ứng dụng đúng không ạ chúng ta phải biết được những cái đó và tùy theo cái logic của bài toán chúng ta làm nhưng mà bắt buộc phải có ràng buộc ví dụ tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là đối với website này đúng không ạ ví dụ người ta đã bảo không có tay tầm nào đấy thì anh đừng có kích vào đúng không ạ thì phải ghi là không có tay tầm tao nhưng mà đối với những cái sản phẩm này đó ipad thì tôi phải kích vào thì nó phải ra là ipad đấy thì, thì, thì cái này là ok nhưng mà anh lại còn đưa ra cái phản hồi mà khác đi mà không có hướng dẫn người ta dùng thì điều đó rất là khó đó cũng là một lỗi đối với giao diện survey của web mà các bạn phải quan tâm đúng không ạ lập tức lóc in vào đấy lóc vào lỗi là chỗ này không có sản phẩm nào hay là chưa có cái gì cả mà mà lại cứ đưa vào là là, là chơi chọn cái thì đáng nghĩa là phải đưa vào đây nếu mà iphone có sản phẩm thì bảo là đang cập nhật đúng không ạ rồi iphone đang chưa có sản phẩm thì vào đây chưa sản phẩm thì người ta còn không kích vào kích vào làm cái gì đúng không ạ nếu mà tôi vào đây tôi có thì thì thì, thì, thì mình mới có chứ đúng không ạ nếu mà không có thôi thế thì tức là gần như là những cái hướng dẫn cảnh báo để cho người dùng không nên vào đó và không được làm vào đó đúng không ạ rồi ok good thế thì đó là những cái cách mà đưa ra để sản phẩm khi hay là những cái trang bán hàng người ta hay nói rằng là uh, đặc biệt là đối với dụ như là dòng hàng tiki của tôi chẳng hạn đấy đúng không ạ tôi nhiều khi tôi sau khi tôi order tôi bốc xong ấy thì tôi phát hiện ra một điều là tôi không biết làm thế nào để tôi khi tôi tiến tôi, tôi, tôi đặt hàng này thì không biết, tôi không biết làm thế nào mà cái trên này cứ báo là bạn không đủ số lượng sách để mà đặt hàng thì tôi mới nhìn đi nhìn lại thì tôi mới bảo là tôi chết rồi không biết là bây giờ làm thế nào để mà bây giờ thì tôi mới bảo là tôi mới bỏ từng các quyển sách ra thì đúng thật là khi mà bỏ cùng trong giỏ mình còn một quyển sách thì mới phát hiện ra một điều là cái chữ này nó mất đi khi, khi mình tiến hành là đấy thì, thì lúc đó tôi mới phát hiện ra một điều là à như vậy là khi mình nhìn quyển sách này này mình phải vào list mình phải xem cẩn thận từng chữ một đấy để xem biết xong là à sách này có còn hàng không đấy thì đó là một cái điểm yếu liên quan đến cái chuyện mà bạn không ràng buộc cái điều đó đối, đối, đối với người dùng thì đó là cái fail chắc chắn là fail rồi thì đây là một cái ví dụ cụ thể liên quan đến việc mà bạn cần phải ràng buộc mọi ai tầm đối với khách hàng đấy tiếp rất nhiều những cái lỗi mà liên quan đến việc mà các bạn làm ràng buộc đó là cái gì tôi lấy ví dụ khi sản phẩm này đưa lên mà nó không có ảnh đúng không ạ thì đề nghị bắt buộc developer hoặc tất cả những người khác phải đưa một cảnh mẫu đi kèm vào Đấy. Hay là ví dụ chẳng hạn như là đây là những gợi ý mà đưa người dùng ra ví dụ cái này là zoom chẳng hạn đấy, zoom. Thế thì bị zoom như này thì nó phải đợi để nó lốt cái ảnh lên thì đề nghị các bạn phải báo với khách hàng là gì ạ? Là phải có những cái phản ứng nào đó để bắt buộc người ta phải đợi chứ không người ta được phép người ta làm cái gì đó lăng nhăng lăng nhăng các thứ bởi vì những internet chậm các thứ đúng không ạ người ta lại kích kích linh tinh cho nên là không có cảnh báo tới người ta cho nên là cái tính ràng buộc của trong cái sự tương tác đối với website đó trên mặt là cực kém tốt bán cho tôi cái đấy vào thì các bạn sẽ có rất nhiều test case để biết nhé tiếp theo ấy là ràng buộc đó phải cần phải có những cái, cái biển báo cấm đúng không ạ người dùng thì như kiểu măng kia đúng không ạ tức là khỉ thì khỉ có thể vào khỉ lục tung lục lọi lên nhưng mà uh, cũng phải có một cái gì đó để vỗ về cho trẻ con đúng không ạ tức là phải cấm vào đây chỗ này có cái gì đấy chúng tôi đã cảnh cáo báo bạn rồi không làm cái gì đấy đúng không ạ hay như tiki tôi thấy gần đây là rất là hỗ trợ tuyệt vời tức là khi mà tiến hành đặt hàng rồi các loại các thứ thì là đã thêm địa chỉ cho hàng mới rồi tất cả các loại đấy xong so ăn so này đấy ví dụ thế tôi cũng chả thích cái này để block luôn để không cho vacation nữa đấy thì cái này là cái rất là tốt để giao đến địa chỉ này đấy ok đấy thì đã có những tính năng rất hay rồi đây này nhưng mà phải có cảnh báo đây là một cách hiệu quả đặt đúng khi mà lưu ý khách vui lòng những cái này đấy, rất là tuyệt vời đấy, đúng không? tức là có những cảnh báo này thì người dùng mới biết để mà, mà làm ra để mà tiến hành theo còn không có thì làm sao biết được đúng không ạ? Đấy. Lại còn trước khi đặt mua thì cái nút này để thành màu đỏ, tuyệt vời. Đây là một sự cảnh báo tuyệt vời. Đấy. Xin vui lòng kiểm tra lại đúng không ạ? Tôi tôi bách lại tôi kiểm tra lại. <laughs> cái hàng nó như thế nào? Ok, đấy cứ, cứ, thế. Coi như là cái việc mà warning khách hàng thế là rất tốt. Good, đó là ràng buộc. Điều dẫn, điều hướng và đúng chu trình. Vâng ạ. Cái này mới gọi là cái liên quan đến chúng ta là đôi khi chúng ta cứ loạn lên. Ví dụ chẳng hạn như là đây là một cái chu trình là chương trình đặt hàng của tiki đúng không ạ đặt hàng tôi, vào đây tôi sửa đã nào à tôi sửa địa chỉ đúng rồi không tôi không muốn thì bây giờ tôi giao địa chỉ này nhé ok nào bây giờ thanh toán nhé ờ nhưng tôi có ý kiến là bây giờ tôi không muốn đặt nó mua bây giờ tôi muốn quay lại kiểm tra đơn hàng tôi làm như thế nào quay lại kiểm tra đơn hàng địa chỉ giao hàng đơn hàng ai à, rồi thì may quá có một cái điều hướng tức là tôi không phải nhìn đâu nữa nhanh mà tôi nhìn ra đây có chữ sửa tôi sửa luôn đây lúc này tôi mới thêm hàng đúng không ạ thêm hàng thêm hàng và tôi vào đây tôi sửa hàng đúng không ạ tiếp theo nữa là một cái gọi là cái tiến hành đặt hàng đấy thì tôi mới nhận ra là à hiện nay hình như là tôi có một số những các cái gọi là gift đúng không mã coupon tôi nhập luôn mã này vào đấy. mbt năm nghìn nhé mbt năm nghìn vào đây đấy. và tôi đồng ý vào đây sao nó có vấn đề gì không nào vấn đề làm sao làm sao làm sao đâu 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 chả thấy quân ninh mà cũng chả thấy cái gì cả đây là có vấn đề đúng không ạ à đây ok rồi ôi. giảm giá mã bờ t năm trăm không lệ <laughs> không biết tôi biết tại sao bởi vì đây có cho tôi mà đúng không tặng quà miễn phí này giảm tới một trăm cho đồng từ sáu k này à hiểu rồi từ sáu trăm k đây mình cũng phải bốn trăm k làm sao mà thấy được đúng không ạ nhưng mà ít ra là khi đồng ý xong thì nó phải hiện ở đâu gần đây chứ mà sao tôi phải cuộn lên đây tôi mới biết được đó là một cái điểm hiểu bạn cần phải lốc lỗi vào ok good điều hướng và đã, vào đúng chương trình điều hướng đúng chương trình đấy ok rồi tức là đi lên và đi về theo một chương trình đúng không ạ lại tiếp tục đặt hàng hàng đúng không giao đến địa chỉ này đấy ok rồi thẻ atm đấy, đấy thanh toán hay nhận hàng thanh toán bằng momo thẻ atm đấy đúng không ạ rồi dụng điện thoại lưu ý kiểm tra đúng trên 20 triệu đồng đấy ok good đấy nó có những cảnh báo này tốt điều hướng đi thế này tốt sửa Đấy, bây giờ tôi muốn đến giao, giao sửa đấy, tức là điều hướng đi điều hướng lại thì là đúng đấy. Bước thứ ba, em. Đấy, ok, good. Điều hướng như vậy là tốt. Và phải đúng chu trình. Tức là gì ạ? Chương trình đi chương trình về phải luôn luôn theo một quy luật đó chứ đừng bạn cứ, cứ đi đến một điều hướng sẽ lại điều hướng một cái gì đó abc lại không đúng thế là không được đúng không ạ cho nên là phải có sự điều hướng ví dụ ở đây là có cái số như đường này nhưng mà điều hướng nó phải điều hướng đúng đấy đúng không ạ đây đấy. đã đã thấy điều hướng này rồi đây là một cái kiểu dạng điều hướng đấy đây là một cái dạng điều hướng đấy ví dụ bạn vào đây thì bạn sẽ thấy rằng là trên thanh địa chỉ của tôi là có một cái gọi là như này như này nhưng mà ít khi người ta nhìn thấy thanh địa chỉ lắm đúng không ạ người ta phải có một cái chỉ dẫn ở đây là bạn đi từ đây qua đây qua đây ví dụ như Tiki đúng không ạ? Bạn đi từ đăng nhập, do để chỉ giao hàng, rồi còn mua như thế là điều hướng tốt. Còn trang web này chưa có điều hướng, Đấy. mới chỉ có là dẫn đường là đi được thôi nhé. Chứ chưa có điều hướng. Đấy. À, và nhất quán nhất quán thì rõ rồi, mọi chỗ đều đồng nhất, mọi luồng và mọi thể hiện. Sorry với các bạn chứ, ở đây có một vấn đề rồi đúng không ạ? Tức là Mỗi một cái nút là một kiểu, ai cần là một kiểu đúng không ạ? Lock in, login nhìn nhìn thế này làm sao tôi biết register login là một là một là một link, trong khi một cái link mà bạn thể hiện ba bốn chỗ khác nhau đúng không ạ? Đây này, các bạn xem nhá. Home, cái, cái này cũng là cái link, cái này cũng là cái link, cái này là một cái link. Link này với link login in khác nhau đúng không ạ? Buy now là một cái nút à may may quá tôi nhìn ra cái này khác cái link đó là cái nút, đấy. Thì đó là một cái sự concern sơn rồi. Làm yếu rồi, người ta không chấp nhận đâu cái đấy, đúng không ạ? không đồng nhất. Luồng đi thì cũng không đồng nhất đúng không ạ? Khiến một lần thì nó ra hai lần, khiến hai lần thì nó ra hai lần. Nhưng ấn ba lần nữa thì nó phải ra ba lần chứ đúng không ạ? Nhưng ấn ba lần thì nó ra mỗi một lần. Đấy, thì nó không đồng nhất rồi. Và mọi thể hiện chuyên chú ý nhé. nhớ nhớ đấy, tức là trong một trang web người ta chỉ chấp nhận cho dù ví dụ các bạn bảo là ừ đây anh vẫn để hyperlink đi chứ, đây hyperlink. Anh vẫn để hyperlink đây, anh vẫn để hyperlink đây, để hyperlink đây. nhưng mà thưa anh cái này của anh Hyperlink nó chả thằng nào nó nhìn ra được cái đấy là hai cả đấy thì đề nghị anh đồng nhất cho tôi anh là vi phạm cái quan điểm nhất quán đúng không ạ mày qua wow, ACI làm cho ta rất nhiều cây và nhiều thứ để mà làm đúng không ạ hiểu rõ ràng hiểu cái trình độ người dùng và dễ hiểu và dễ học tập gần gũi đúng không ạ Đấy là cái điều thứ sáu liên quan đến hiệu Interaction đấy. dễ hiểu là như thế nào tôi không biết tôi cần phải không học gì tôi, tôi cũng làm được đúng không ạ ví dụ chẳng hạn như thế này là học dễ nhất này Tôi nhìn vào đây tôi biết đây là menu và tôi đưa chuột vào tôi biết ngay là à tôi phải làm gì nữa. Đó, đó là cách dễ hiểu đấy tức là phải đi xuống đây để nhìn vào làm, đúng không? Hay là tiki rõ ràng nhất quán đúng không ạ? Tức là giao hàng đến đây được chưa? Chú ý đây này. Trước khi vào đây nó gọi là hóa đơn phải kèm đấy với Long Quý hóa đơn cho em 20 triệu đồng. Đấy ví dụ thế thế là tốt rồi hay là vui lòng kiểm tra lại thế là giải thích rất rõ ràng rồi đặt mua là màu đỏ tuyệt vời rồi đỡ các màu xanh bởi vì màu đỏ thường dễ người ta tập trung vào thị giác hơn đấy thế là tốt gút dễ gần gũi để học chứ không đừng đừng làm cái gì đó xa lạ nhé làm người dùng không hiểu là cái gì cái gì nhất là các bạn nhất quá thế này tức là dễ sai lầm rất nhiều đấy thì ở đây đã giải thích một chút khá tường tận và liên quan đến cái việc là luồng đi đúng chu trình mọi chỗ đều nhất rồi thì các bạn sau khi đã có được những các cái, 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 cái khả năng liên quan đến việc mà uh, mình đã đạt được là uh, xem xét mọi thuộc tính dữ liệu và uh, của từng xếp thì các bạn sẽ tự động có thể làm được hơn đối với cái 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 case này đấy thì như lần trước thì mình đã phân tích đối với những cái usability của test case liên quan tới cái nó gọi là uh, Instagram ấy Thì các bạn có thể vào các bạn xem để có thể hiểu tốt hơn, hiểu rõ hơn liên quan đến cái test case đó Ví dụ chẳng hạn như là tôi mới đầu vậy thì tôi cũng không dựa theo cái test case này đâu nhưng mà tôi liên quan đến usability thì tôi đang cần có những cái 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 cây cụ thể hơn như thế này. Nhưng mà ví dụ nếu mà phân tích theo SCI thì còn nhiều cây nữa đúng không ạ? Tức là thế tôi đơn giản tôi đưa cái 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 usability của trong cái phân bổ của Instagram mà như này thôi. Tức là trên PC có đồng nhất login không? Các tài nguyên ảnh bị vỡ không? Tài nguyên dữ vị sai chính tả không? Các nút nhất quán không? Thực hiện chức năng có truyền thống từ Windows Android không? Zoom thế nào, xoay màn hình trên các mảnh nhỏ nó có giải đồng, thì đây là những các cái thể hiện mang tính chất tự phát đúng không ạ tôi chưa bám trên lý thuyết nào đúng không ạ thì tất nhiên là phải để các bạn tự tìm hiểu đó chứ rồi sau đó mình, nêu ra được cái vấn đề tổng quát trên phương pháp luận nữa đúng không ạ hay là một số những cái chia sẻ của các cái nhà chuyên môn và những cái nơi trung tâm nghiên cứu thông tin thì người ta có đưa ra 35 cái lưu ý mà cho các bạn liên quan tới cái việc mà test display web thì các bạn nó tham khảo theo để biết cây thôi rất dễ Vâng ạ. Nếu mà không muốn nhìn theo sáu cái hướng đi của human computer interaction. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là à đấy liên quan đến require field. Đấy sắp tới là clip tiếp theo mình sẽ dẫn cho các bạn liên quan đến cái việc require field này thì các bạn làm như thế nào. Đấy. là type này đấy rồi. With này. Đấy, cái này thì mang tính chất là về tương tác, mang tính chất validate data đúng không ạ? Nhưng còn điều hướng menu là đã nói rồi này, on screen brief này, progress 3 đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này thì liên quan đến việc mà mức phản hồi đấy. Tức là mình kích vào đâu nó phải có phản hồi. Chứ bây giờ kích xong thì đợi đợi lúc sau nó mới hiện ra thì thì nó không có có có, có, có phản hồi gì cả. Thì chịu đã nói trong phản hồi rồi. Sếp multiple này cosmetic consistent, inconsistent. Đấy. Cái cái từ định nghĩa này từ cái 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 gọi là từ viết tắt đúng không ạ? Ờ uh, không 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 thống nhất, có nơi viết cái này nó đúng, đúng rồi đúng không ạ? Confirmation, đúng không ạ? Tất cả cái việc lưu và xếp thì cần phải có confirmation đấy. Chứ đừng có gọi là xếp xong là, là xong luôn, đừng có, hay là xóa xong là xóa luôn, đừng có. Type ahead grammar spelling này, cái này thì hơi khó đối với từ uh, tiếng nhật tiếng kia thì có lẽ là các bạn nhìn text và các bạn so sánh text thôi đấy thì trong cái uh, tool này thì tôi đã đưa ra cho bạn một số những từ khóa liên quan đến compare property đấy compare đấy về text rồi đấy thì các bạn cứ lấy cái property của content in a text html đấy thì các bạn get compare thôi đấy compare property này thì phát nó ra cái nào đúng cái nào đúng này thì nó đúng đấy thì thôi Logging, đây là Error Logging thì tôi đã chỉ cho các bạn rồi Và Console của từng cái trang web một à, Ví dụ chẳng hạn như là cái trang web này có cái Error gì không, đây tôi thử phang thử xem Đây, đây Console này, đấy, đây này Thì đây là một số cái thể hiện liên quan đến Error này mà các bạn không biết này đấy thì vào Console thì các bạn thấy ngay tất cả những cái gì Error khi load trang web này nó có vấn đề như sao Còn làm thế nào để cho nó đủ hay không đủ hay là như thế đấy Rồi Taper này, rồi Logging Shortcut, <laughs> rồi Invalid Choice, Invalid Menu Item để làm thế nào để invalid mươi tầm, consistency even log time screen font size này, đây font size thì trong attribute rồi đúng không ạ? Color trong attribute rồi. Thế nào là icon, narrative text, brief, tily, độ chi tiết, link menu, button đấy. Uh, delete confirm, save firm, grammar, spelling shortcut đấy. Thì bây giờ có một cái nguyên nhân nữa là thế này, bây giờ làm thế nào để các bạn đưa ra quan tâm là làm thế nào để tôi biết cái size này là các cái link của nó đúng không ạ ví dụ tôi kích vào đây tôi kích vào đây thì chẳng lẽ là tôi cứ men nùa tôi kích click à đúng không ạ thì ở đây có một cái tool liên quan tới việc mà sẽ scan cho bạn tất cả những cái gì liên quan đến trong web đó thì ở đây tôi thử scan trong web này nhá ví dụ tôi vào đây tôi paste cái trang vừa rồi vào đấy và tôi attach vâng thực ra zap là một cái tool liên quan tới việc mà security test nhưng mà ở đây tôi đã dùng nó để tôi check xem là có bao nhiêu link active ở trên website này và Uh, sau đó thì các bạn hoàn toàn có thể download cái cái, cái tool này, oh, là, oh, AFC. Các bạn gõ nguyên cái dòng này này lên trên Google các bạn sẽ thấy ngay. Đấy. thì bây giờ nó đang tìm và quét toàn bộ những các cái uh, link ở trên website này để xem là cái nào chết, cái nào hỏng, cái nào ok. đấy thì chúng ta sẽ chiến. Đấy. thì đó cũng là một cách để mà làm sao cái 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 hiện hữu của nó là đủ. đấy. thì để các bạn có thể báo cho, cho developer thôi là anh ạ, à, cái này của em đang có vấn đề, cái kia của em đang có vấn đề và cái việc mà các bạn xem cái uh, inspect này ở trên console của từng sai cũng được đấy thì tốt nhất là làm cái kia nó tốt hơn đấy bởi vì cái này có thể đi sâu vào những vùng trong những cái link mà mình chưa biết đấy thì đó cũng là cái cách để có thể hoàn toàn đưa ra những hiện hữu đấy vâng để đến clip này thì tạm dừng ở đây